Mất quả bóng vàng, Ronaldo vẫn là số 1. Ngôi sao của Manchester United Cristiano Ronaldo nhận thứ hạng quả bóng vàng thấp nhất sau 17 năm khi người chiến thắng 5 lần kết thúc ở vị trí thứ 20. Cristiano Ronaldo đã cán đích ở vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng quả bóng vàng 2022. Sau khi ban tổ chức đã chọn lọc ra 30 cái tên và đưa ra 20 gương mặt cuối cùng cho đêm gala. Đây là thành tích thấp nhất mà Ronaldo có được kể từ khi anh đứng thứ 20 vào năm 2005. Siêu sao Lionel Messi của Paris Saint-Germain không lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng cá nhân danh giá này. Karim Benzema của Real Madrid là chủ nhân của quả bóng vàng 2022. Ronaldo chưa bao giờ thấp hơn thứ hạng 20, đã 5 lần giành quả bóng vàng, trong đó lần gần nhất là vào năm 2017. Lionel Messi thường xuyên cạnh tranh với Ronaldo để giành giải thưởng, dù không lọt vào danh sách cuối cùng vẫn đang giữ kỷ lục 7 quả bóng vàng cho đến năm 2021. Mùa trước, Ronaldo đã ghi 24 bàn sau 38 trận cho Man United sau khi trở lại câu lạc bộ. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha được cho là sẽ rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng một thỏa thuận không thành hiện thực buộc anh phải ở lại. Ronaldo đã phải trải qua một khởi đầu khó khăn trong mùa giải khi mới chỉ ghi được 2 bàn và chủ yếu là ngồi trên băng ghế dự bị. Cầu thủ 37 tuổi mới bắt đầu trận đấu thứ hai đá chính thức ở Premier League trong trận hòa 0-0 với Newcastle vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Messi đã ghi 11 bàn cho PSG ở mùa giải trước nhưng không đạt tiêu chuẩn cao như thường thấy của anh. Cầu thủ người Argentina đã bắt đầu mùa giải này với phong độ ấn tượng và đã ghi được 8 bàn thắng. Bất chấp việc đứng cuối danh sách rút gọn, Cristiano Ronaldo đã được mệnh danh là vận động viên thị trường nhất hành tinh, vượt qua các đối thủ cũ Lionel Messi, Serena Williams, Lewis Hamilton và LeBron James. Ngôi sao của Manchester United được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Ngoài ra, anh đã trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới và rất tự hào có số người theo dõi Instagram nhiều nhất, 489 triệu so với bất kỳ ai trên hành tinh. Ronaldo cũng có những hợp đồng thương hiệu lớn như Nike, Herbalife, Clear và Lipscore. Mới đây, SportsPro đã công bố danh sách 50 vận động viên đăng ký hợp đồng nhất với Ronaldo đứng đầu bảng xếp hạng. Đây là năm thứ 13 SportsPro tổng hợp danh sách này, giúp các công ty quyết định thuê vận động viên nào làm gương mặt đại diện cho thương hiệu của họ. Các vận động viên được xếp hạng theo điểm khả năng thị trường, được chia thành 3 thành phần tính điểm riêng biệt, sức mạnh thương hiệu, kinh tế và khán giả, để đánh giá chính xác khả năng tiếp thị của vận động viên. Bảng xếp hạng không chỉ dựa trên lượng người theo dõi hoặc phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội mà còn tính đến tác động xã hội, nỗ lực từ thiện của vận động viên và ảnh hưởng của họ. Ronaldo được mệnh danh là vận động viên thị trường nhất sau khi đạt điểm số thị trường là 91,21/100. Anh đã vượt xa biểu tượng quần vợt Serena Williams ở vị trí thứ 2 và 7 lần vô địch thế giới F1 Lewis Hamilton về thứ 3.